hôm nay là ngày khai trương của Kỳ Lân Luxury thì Kỳ Lân sẽ gửi lì xì cho những bạn nhân viên, những bạn mà cống hiến hết mình vì Kỳ Lân Luxury. Đây là một cái số tiền mà Kỳ Lân đã chuẩn bị sẵn, thì trọn gói gọn trong bấy nhiêu thôi, thì tùy vào năng lực, tùy vào trách nhiệm, tùy vào những công việc mà năm vừa qua các bạn đã làm. Rồi các bạn tiến lại đây. Anh sẽ nhìn mặt mà gửi lì xì cho các em nha. Anh chia đều. Anh không biết bây giờ anh cứ xáo trộn, anh chia đều. Ai được nhiều thì nhiều, ai được ít thì ít. Em được bao nhiêu? Nhưng mà khoan. Năm vừa rồi em có vi phạm nhiều không? Dạ không anh. Không à? Dạ. Không thì anh gửi thêm cho em chút. Hình như bị lố quá rồi, thay lỡ rồi. Cầm đi. Rồi em, anh gửi cho em. Khoan, đây. Anh nhớ em năm vừa rồi có 3 lỗi mà anh ghim, nên anh xin phép anh lấy lại bớt một ít. Nope. Rồi. Rồi, bạn tiếp theo. Đây là một bạn cống hiến rất nhiều cho Kỳ Lân Luxury, nên thưởng bạn hơi nhiều. Và có mấy việc bạn ấy tự sáng kiến cho Kỳ Lân Luxury phát triển hơn, nên gửi thêm cho bạn đó. Rồi, em cảm ơn. Đây là do là anh ngẫu nhiên, nên là anh lỡ tay với bạn kia nhiều quá rồi. Anh cam chịu nha em. Đây cũng là một bạn cống hiến rất nhiều. Thì thưởng thêm cho bạn ấy một tờ 2 đô lấy lọc nữa. Gửi cho em, bạn này cống hiến tất cả tâm huyết cho Kỳ Lân Luxury và rất nhiều bạn nữa. Rồi, cảm ơn em.